Sơn Hồ TV xin kính chào toàn thể quý vị và khán giả nha. Thì hôm nay Sơn lại tiếp tục lên một bộ khung diều 4m4. Bộ khung này là 4m4 nha quý vị. Thì Sơn lần này thì không có mi lông nữa, hết tiền mua mi lông rồi. Thì nên là lần này Sơn chỉ bót ra một bộ khung nữa thôi. Ngứa quý vị ạ, ngứa bẩn. Thì lần này Sơn chỉ là lên khung, gọi là Sơn vót ra một cái bộ khung cánh diều đuôi cá, và là bụng nó không được to lắm, tại vì diều này bây giờ 4m4 nhá quý vị. Bát thì Sơn cũng đã vót ở phần bát rồi, nó ngứa quá. Đây là một cái bát 2cm ống sắt nhá quý vị, đã lọt qua rồi nhá, bát 2cm. Te này thì Sơn chưa nấn, tại vì Sơn về Sơn vót hoàn toàn xong đó rồi Sơn mới đi nấn. Te này là cực kỳ là dẻo luôn nhé quý vị. Thì nếu mà ai có ở gần gọi là, thì Sơn sẽ để cái link Facebook ở dưới phần bình luận á, thì mọi người vào nhắn tin cho Sơn, thì nếu mà ai ở gần thì mọi người đến lấy nhá, cho Sơn không đi ship được. Nói chung là bộ khung diều này thì Sơn không vào áo và không làm gì hết. Nói chung là mọi người về thích thì mọi người chơi thôi, không thì Sơn kêu Minh Idol mà chơi thì tự mua mi lông về mà làm quý vị ạ. Sơn chỉ vót cho đây thôi. Thì còn mi lông thì Minh Idol muốn chơi thì tự mua về mà chơi. Chiều 4m4. Đuôi cá thì còn hai cái thanh đuôi Sơn đang để ngoài kia, nhưng mà sắt thì sắt bát đuôi thì chưa có, nên là Sơn phải đợi kiếm được cái bát đuôi cái đó thì Sơn mới làm được cái khung bộ sắt đó. Thì hy vọng là quý vị sẽ luôn luôn ủng hộ Sơn Hổ TV để sắp tới ra thật nhiều siêu phẩm nhé. Là cái con khung này là mà bữa Sơn tính lên 4m2, nhưng mà sau này Sơn gọi là te Sơn chặt nó dài hơn 10 phân nữa, thế là Sơn chơi 4m4 luôn, khỏi cần 4m2. Thì bát thì nó khá là cứng nhá, dẻo hơn cật câu luôn quý vị. Te này là riêng về te này là thịt đó quý vị, gọi là cái phần dày của nó không được dày như các loại te khác, nhưng mà phần độ dẻo của te này thật là nó quá dẻo luôn quý vị, quá dẻo luôn. Tại vì quý vị thấy cái con diều 4 mét kia của Sơn không, nó lên mà gặp gió trời rồi đó, mà nó gọi là te nó không được dày nữa, mà lên mà vẫn bay ok, vẫn ngon, không có gọi là tác động vật lý nào cả, mà cho đến khi mà hạ diều xuống nó không được gì. Thì đây là một cái cây tre gọi là Sơn nghĩ là làm để mà nói làm dày mà làm chơi cứng á, thì quý vị không nên chọn cái loại tre này. Nếu mà quý vị mà chơi bao bảo á thì quý vị nên chọn tre này và dai, nó thật cực dai luôn, chơi cực ngon, nhưng mà về độ cứng thì của nó không được dày, nên là nó không cứng cho được. Thì hy vọng là quý vị sẽ like được cái kênh hộ Sơn nhiều nhá. Thì bây giờ Sơn sẽ bắt đầu vót luôn nhá, chứ không lại muộn được quý vị ạ, giờ 10 giờ hơn rồi. Thì vót đi, hy vọng là tối nay sẽ xong và có clip cho tất cả quý vị cùng xem nhá. Thì hy vọng là quý vị sẽ like đăng ký kênh hộ Sơn nhá. Đây là một cái khung mà Sơn đã vót và là Sơn chưa chà. Thì vót xong, tại vì Sơn chưa vót xong mà. Thì bây giờ Sơn sẽ đo từ đầu này nhá. Đo từ đầu này ra đến đây khoảng tầm 20cm nhé quý vị. Để cái phần bát của mình buộc nữa, khoảng tầm bát này buộc khá là to á. Bát này buộc to quý vị. Thì Sơn bút lông nhé, Sơn phải lấy bút lông đây. Khó nè. Khó thế này nha, tại vì cái thước này Sơn độ á quý vị, nên nó làm nó hơi khó. 20cm đây quý vị, là vẻ 20 cây này, từ bắt đầu đoạn bát này ra đến đây là 20, là hai cây là 40 rồi quý vị, ở giữa trung tâm là 40 rồi, nó còn khá là dày rồi, như thế thì nó còn hơi cứng rồi quý vị. Cây này là nó bẩn, mà còn là cái rong rêu nó bám lên cái cây tre á quý vị, chứ không phải là về Sơn làm bẩn đâu. Khi mà Sơn đi chặt thì Sơn cũng phải quay cho, không khi đi chặt Sơn chưa quay chứ nhỉ, khi mà về mà chẻ tre ra Sơn cũng đã có quay rồi.
đầu tiên thì cứ vót mấy cái này cho nó bằng bằng đi tí đã quý vị. Te mà sơn phơi cho đến nỗi mà khô rang luôn mà quý vị. Trời trời nắng mùa này ở Tây Nguyên đó, nó nắng bể đầu bể trốt luôn mà sơn phơi cái khô rang quá. May là mấy bữa có gọi là có mưa một bữa hai hai bữa gì đó, thế là sơn để ngoài luôn. May để như thế quý vị thì biết rằng nó sẽ bị mốc, nhưng mà kiểu là nó sẽ bị ướt đi nên là nó đỡ giòn đi quý vị, chứ không là bữa nay nó giòn luôn rồi. Thêm ông tre này thì quý vị mà ở xa quá mà sơn không bà không để là không lấy được á, thì sơn phải kêu mình ai đồ, nếu chơi thì mua tự mua mi lông đồ về mà tự làm tự chơi. Thì đến bữa ấy mà mình đồ được thì sơn sẽ làm cho. Còn diều 4m2 4m4 chứ, sơn thì cái con diều của sơn là 4m2 4m rồi, thì sắp tới sơn có lên bộ sáo 5 quả và 11 quả nhá quý vị. Bộ sáo xốp, sáo ống tre với sáo ống nhựa, sơn sắp tới sơn có lên 2 bộ. Nếu mà ai mua sơn bán luôn, đợt này sơn đang thiếu tiền. Sơn bán hết. Hy vọng là quý vị sẽ like đăng ký kênh ủng hộ sơn mạnh tay nhá. Vót khi nào mà cho nó tròn lại nhá quý vị. Thì bây giờ sơn phải tiến hành vót cho nó xong đi. Sơn Hồ TV xin chào toàn thể quý vị nha. Thì sơn làm đến sáng giờ mới xong quý vị ạ. Mệt. Phải là mới xong một cây á, chứ không phải là xong toàn bộ đâu. Xong là xong một cây. Thì còn mấy cây kia thì giờ nó nhanh rồi, chứ không phải là chậm nữa rồi quý vị. Sơn cũng đã vót xong được một cây là kích thước gọi là ở bên ngoài là 0,2 cm nhá quý vị. Ở đây nơi cây làm mà làm bát đó quý vị. Bắt nét dùm ấy. Làm ơn đi. Đây. Nơi cái làm bát á. Đây. Cái điện thoại sơn nó bắt nét không được. Bắt đầu vót nhỏ tròn thật đều ra đến bên ngoài cùng nhá quý vị. Không biết quý vị có thấy được không ta. Nhỏ tròn thật đều ra. Cây này 2m2. Nó dài giả ma lên mà. Đây ra đến bên ngoài cùng. Thì sơn chưa đo nhưng mà cái độ cong của nó là khá là đẹp rồi. Tại vì sơn vót gọi là từ sáng sớm mà cho đến bây giờ thì mấy cây này thì sơn vót được đến 2 mắt rồi. Đây là mắt đầu tiên nhé quý vị, vót được đến đây, đến đây còn 3 mắt nữa. Đây, có cây thì sơn vót gần xong rồi, có cây thì chưa đâu vào đâu. Thì sơn vót gọi là quý vị nhìn này, một cái đống mà sơn vót từ sáng giờ, quý vị thấy lớn ăn không? Thì sơn cố gắng vót thật nhanh để có gì đang còn ra được clip cho tất cả quý vị cùng xem. Thì cái con diều này thì sơn vót bộ mini idol nhá, mini idol giờ nó lấy rồi thì sơn chỉ vót thôi. Còn thanh đuôi thì bữa sau sơn vót nữa. Thì còn mấy cái mi lông đồ thì mini idol tự lo, sơn thì không lo tại vì sơn vót hộ thôi. Nói chung là sẵn tiện thì sơn làm clip luôn. Đây là bộ khung tre mà sơn lấy về để mọi bữa là sơn tưởng đâu là sơn bán được cái con diều trước á, diều 4m á, để rồi sơn có tiền sơn mới mua mi lông hay là mua áo diều vô cho nó. Nhưng mà giờ thì anh em, tất cả anh em thì gọi là cùng có, mọi người cũng có hỏi nhưng mà kiểu xa quá sơn không ship được, nên là mọi người thông cảm nhá. Nhà quý vị khán giả like đăng ký kênh ủng hộ sơn thật mạnh tay nhá. Thì lần này mà con này 4m mà lên 4m4 mà lên ok thì dần dần sơn sẽ tăng tỷ lệ lên gọi là 4m6 này hay 4m8 này, 5m này kiểu vậy quý vị. Nhưng mà phải kiểm tre đã quý vị ạ. Chứ mà tre này thì làm chỉ như làm tiên lãng thì được. Tại vì tiên lãng nó bụng nó nhỏ quý vị. Nhưng mà sơn vẫn làm đuôi cá bụng nhỏ nhá quý vị. Tại vì là cái con diều đuôi cá là ở đâu cũng chơi á quý vị, nên là ở chỗ sơn thì chơi đuôi cá thôi. Đuôi cá gọi là để cho một phần là cũng dễ dàng hơn mấy con khác, mấy con khác làm lâu á.
Mấy con khác làm thì đối với kích thước mà lớn á, càng lớn càng dễ làm nhé quý vị, nhưng mà mỗi tội là vót te thì nó cực kỳ là lâu thôi, chứ còn mà càng lớn là càng dễ làm. Thì Sơn ráng vót cho nó bớt bớt đi, nếu mà không xong thì ngày mai Sơn ráng vót xong để có gì một là trưa mai Sơn đăng hoặc là tối mai Sơn đăng. Thì hy vọng là quý vị sẽ luôn luôn ủng hộ Sơn và like đăng ký kênh Mạnh Tay nhé. Thì Sơn ráng mà Sơn vót được xong trong đêm nay thì nó càng tốt, ngày mai Sơn đang còn làm quay clip khác, đúng quý vị. Thì bây giờ Sơn sẽ tiến hành vót cho nó hoàn thiện đi, đó là từ A đến Z đi. Thì xong rồi Sơn sẽ đo cho tất cả quý vị nhé. Thì ngày mai thì Idol Minh buổi chiều được nghỉ học thì kêu Idol Minh đi chặt cái cây xanh cải để về mà làm. Nói chung là lên khung thì thứ bảy thì chắc có thể là Idol Minh là xuống châm hương mi lông, có thể là lần này thì Sơn không biết vào mi lông gì đấy, nhưng mà đó là tùy Idol Minh thôi. Thì bây giờ Sơn ráng vót cho xong nhé, thì quý vị hãy xem hết video ủng hộ cho Sơn nhé, like đăng ký kênh Mạnh Tay này nhé. Sơn Hồ TV xin chào toàn thể quý vị nha. Hiện tại bây giờ là 8 giờ rồi quý vị ơi. Trời thời tiết này. Meo 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 meo. Sơn thì cũng vót được 3 cây rồi quý vị ạ. Còn cây cuối cùng ngày mai Sơn sẽ quay cho nó rõ hơn nhá. Buổi tối quá mà giờ 8 giờ tối rồi. Mà Sơn vót từ hơn 10 giờ sáng mà cho đến 8 giờ tối. Sơn buổi trưa Sơn vẫn nghỉ đâu khoảng tầm 1:30 Sơn mới vót, mà Sơn vót khoảng tầm đâu được khoảng tầm hơn tiếng là Sơn nghỉ ăn cơm rồi ngồi nghỉ á quý vị. Thì trời thì tối rồi, hoa điều đã ra này, thì không biết anh em thành phố có biết hoa điều không này, quả điều này. Thì quý vị like đăng ký kênh ủng hộ Sơn nhé. Thì bây giờ Sơn có thể là ngưng và nghỉ để đi ăn cơm và tắm rửa. Thì hy vọng là quý vị sẽ luôn luôn ủng hộ Sơn, tại vì Sơn muốn làm thật nhanh để ngày mai có một cái clip Sơn vót te, rồi là bữa sau mới làm hoàn thiện được quý vị ạ. Thì quý vị xem được đến đây thì quý vị phải hiểu Sơn rằng là nó lâu lắm. Thì hy vọng là quý vị sẽ like đăng ký kênh ủng hộ Sơn nhé. Thì ngày mai Sơn này làm cho nó xong đi. Thì rồi Sơn nên quay mấy cái clip vừa là làm diều nhỏ này thì đồ chứ mà làm diều to liên tục thì không có tre đâu quý vị ạ. Thì hy vọng là quý vị sẽ luôn ủng hộ cho Sơn Hổ TV nhá. Thì Sơn cũng cố gắng hết cỡ rồi đấy. Thì bây giờ Sơn chào quý vị và hẹn quý vị vào ngày mai nhá. Sơn Hổ TV lại xin kính chào quý vị và khán giả ngày mới nhá. Thì Sơn Hổ TV Minh no lớp. Cái thằng Minh này nó báo ghê. Thì Sơn đã hoàn thiện hết rồi nhá, nhưng mà mỗi tội nó hơi cong là tại vì Sơn chưa nấn được. Thì để chiều nay Sơn sẽ đi nấn, nhưng mà chiều nay thì Sơn phải đi quay mấy cái là làm mấy cái con diều nhỏ chơi ấy đó quý vị ạ. Tại vì cái con diều lớn này đã cuối tuần mới nổ đĩa được ấy quý vị. Nhiều khi là khoảng tầm chủ nhật hoặc chiều thứ bảy. Thì hy vọng là quý vị sẽ like đăng ký kênh ủng hộ Sơn thật nhiều và Mạnh Tay để Sơn có động lực ra thật nhiều video là thật hay. Để cho khi mà quý vị xem thì quý vị hãy like đăng ký kênh ủng hộ Sơn nhá. Thì hy vọng là quý vị sẽ luôn luôn ủng hộ Sơn và đặc biệt nhất là quý vị like đăng ký kênh ủng hộ Sơn Mạnh Tay nhá. Thì bây giờ Sơn có thể là kết thúc video tại đây, tại vì cái video này cũng khá là dài quý vị. Thì Sơn hy vọng là quý vị sẽ trưa nay Sơn sẽ đăng luôn mà. Thì hy vọng là quý vị sẽ like đăng ký kênh nhá. Thì đây là một 4 cái thanh tre gọi là 2m2, gọi là tre khá là nặng luôn quý vị. Nói chung là Sơn phải gồng hết sức với rinh được cái tre này lên kiểu này á. Thì bây giờ Sơn chào quý vị và hẹn quý vị vào clip tiếp theo của Sơn nhá.